số người di cư nội địa trên thế giới trong năm ngoái ghi nhận mức cao nhất từ trước đến nay trong cuộc khủng hoảng đa tầng đã buộc cho hàng chục triệu người dân phải rời bỏ nhà cửa đến nơi khác để tránh nặng theo báo cáo của Trung tâm Giám sát Di cư Nội địa và Hội đồng Di cư Na Uy, trong năm ngoái, số người di cư nội địa trên thế giới là 71,1 triệu người, tăng 20% so với một năm trước. Trong đó, có 60,9 triệu lượt người lần đầu di cư, một số trường hợp buộc phải di chuyển nhiều lần trong năm. Nguyên nhân chủ yếu do ảnh hưởng của cuộc xung đột tại Ukraine, lũ lụt tại Pakistan và một số thảm họa xảy ra bất ngờ từ khu vực châu Mỹ đến Thái Bình Dương. Dự báo, số người di cư nội địa có thể tiếp tục Tăng trong năm nay, Bộ Thương mại Mỹ bắt đầu mở cổng đăng ký cho các đơn vị xin tài trợ theo chương trình thúc đẩy phát triển công nghệ với tổng trị giá là 500 triệu đô la Mỹ. Những ứng cử viên đủ điều kiện sẽ được nhận một phần tiền tài trợ trong chương trình trên để đưa các thành phố tiềm năng thành các trung tâm công nghệ lớn. Khoản tài trợ được trích từ nguồn ngân sách 10 tỷ đô la Mỹ giải ngân theo đạo luật chip và khoa học trị giá hơn 53 tỷ đô la Mỹ triển khai năm ngoái nhằm khuyến khích đầu tư vào các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo AI, điện toán lượng tử và công nghệ sinh học. Số tiền này sẽ được dùng để hỗ trợ 10 thành phố có đủ điều kiện để phát triển thành các trung tâm công nghệ lớn. Chính phủ Mỹ dự định phát triển khoảng 20 thành phố thành các trung tâm công nghệ, nổi bật là Austin, Boston, New York, San Francisco và Seattle. Giới chức Mỹ khẳng định việc đi đầu trong các lĩnh vực công nghệ này sẽ giúp thúc đẩy kinh tế và an ninh quốc gia của Mỹ. Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ một người dùng chat GPT với cáo buộc là sử dụng công cụ này để tạo tin giả. Đây là vụ bắt giữ đầu tiên liên quan đến việc sử dụng chat GPT ở Trung Quốc, nơi công nghệ này đang bị cho là bất hợp pháp. Đối tượng tạo tin giả bằng chat GPT là nam giới. Người này đã tạo nội dung về một vụ tai nạn tàu hỏa giả khiến 9 người thiệt mạng. Tin tức này đã lan truyền trên mạng xã hội tại Trung Quốc trong một thời gian ngắn với 15.000 lượt xem. Cảnh sát đã nhanh chóng xác minh danh tính và khám xét nơi ở của nghi phạm để thu thập chứng cứ, sau đó tiến hành bắt giữ nghi phạm. Đây là một trong những hành động thực thi đầu tiên theo luật được Trung Quốc ban hành gần đây về deepfake do AI tạo ra. Deepfake là những hình ảnh kỹ thuật số, video hoặc phương tiện khác nhìn có vẻ rất thật nhưng được ngụy tạo. Hai phần ba phụ nữ trẻ tại Anh phải đối mặt với nạn quấy rối, bắt nạt hoặc là bạo lực. Đây là kết quả khảo sát vừa được công bố bởi hiệp hội các nghiệp đoàn Anh. Trong cuộc khảo sát tiến hành với 1.000 phụ nữ, 3 phần 5 số người được hỏi cho biết họ gặp phải về những vấn đề về quấy rối tại nơi làm việc và tỷ lệ này là 70% đối với phụ nữ từ 25 đến 34 tuổi. Hầu hết các vụ việc xảy ra tại nơi làm việc nhưng cũng có các trường hợp diễn ra qua điện thoại, tin nhắn, thư điện tử. Mạng xã hội hoặc các cuộc họp trực tuyến của khảo sát nhằm thuyết phục chính phủ Anh thúc đẩy các luật mới bảo vệ người lao động khỏi bị quấy rối, xúc phạm. Hiệp hội các nghiệp đoàn Anh nhấn mạnh hành vi quấy rối tình dục và bắt nạt không được phép tồn tại trong môi trường làm việc hiện đại.